Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con tên là Hoàng Thị Hoài, pháp danh Giác Hồng Chí. Hôm nay con xin phép Tam Bảo được thọ trì bài kệ trong phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Sau đây con xin phép được bắt đầu. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng, chức khoai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần. Thế nghe một niềm chiêm ngưỡng lệ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo thần sẽ xa vào đường dữ, dí tâm quy màng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ rụt rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nghèo dự đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lệ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rằng quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng qua mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng thánh ký Bồ Tát phút đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba khỏi tự sanh. Người này đã phát lòng bí lớn, trước nên chiêm lễ đài sĩ hình, nghe tên quy y đấng tròn lành, dường cung kính phát lòng thành. Người nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đằng, bao nhiêu mong ước sớm biên thành. Có kẻ phát tâm tùng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chứng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mỏi bề, y phục ăn uống các ngòa củ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tường, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, dốc lòng tưởng niệm thường nhân sanh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đằng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, ngàn vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoàn người lìa nhau. Ngủ mê mộng mì không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lệ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay. Nhận đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc như giặc đón đường. Ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn khôn lường. Sắp sửa ra đi, đối trước tường, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ. Nhưng người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lệ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm ngàn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hay đem công mùi pháp với, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi. Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng công đức trì tụng bài kệ này đến cho tất cả các chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngự nguyện Tam Bảo, ngưỡng nguyện Tam Bảo hộ trì cho các chúng sanh này được tăng trưởng thiền căn phước đức, nghiệp chướng tiêu trừ, tăng cưỡng tâm, tăng trưởng tâm Bồ Đề, tăng trưởng lòng hiếu kính với Tam Bảo, với ngài Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, và được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sammo di soha.